Kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới được xem là cơ hội để các địa phương doanh nghiệp mở rộng nhiều chương trình chào đón du khách. Tại thành phố Đà Nẵng, địa phương đang triển khai nhiều tour tuyến, chương trình khuyến mại hấp dẫn, qua đó góp phần thúc đẩy du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng thêm nhiều trải nghiệm và tạo ấn tượng cho du khách khi đến thành phố. Theo Tổng cục Du lịch, ngành du lịch cả nước đang trong quá trình hồi phục mạnh mẽ, dự báo vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh tại các điểm đến. Chính vì vậy, tại thành phố Đà Nẵng, thời điểm này địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, trong đó có chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng 2024, Enjoy Đà Nẵng 2024. Thứ nhất là chúng tôi tập trung đẩy mạnh các cái phân khúc như là tận hưởng sự kiện lễ hội, tận hưởng về ẩm thực, tận hưởng du lịch mai, tận hưởng du lịch cuối và tận hưởng du lịch ban đêm. Thì đây là những cái hướng đi mà du lịch Đà Nẵng sẽ hướng tới trong thời gian sắp tới. Chúng tôi đánh giá rất cao khi mà Đà Nẵng đưa ra những cái thông tin rất là thiết thực cụ thể đến với khách. Những cái gói combo, những cái voucher khuyến mại và những cái ký kết giữa các cái doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ. Và đặc biệt là những cái thông điệp mà cái chương trình này gửi đến với thị trường và mở ra rất nhiều những cái cơ hội để các doanh nghiệp bắt tay lại với nhau, tìm ra được những cái giải pháp mà giảm giá thành, giảm chi phí để khách có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn, tận hưởng được giá trị của Đà Nẵng. Với nhiều điểm mới, thông qua chương trình, các doanh nghiệp đã xây dựng, triển khai nhiều hoạt động cũng như mang đến thị trường du lịch các sản phẩm độc đáo hấp dẫn. Từ đó đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, quảng bá các sản phẩm mới, góp phần kích cầu du lịch Đà Nẵng, tăng sức hút điểm đến. Chúng tôi đã chủ động lấy trước các cái vé và đường bay của mùa hè này. Hiện tại chúng tôi áp dụng 3 sản phẩm, bao gồm là combo vé bay và phòng khách sạn. Thì khách sạn chúng tôi cũng lấy một vài khách sạn hiện tại có view xem pháo hoa khá là đẹp. Cái thứ hai chúng tôi lấy các sản phẩm combo bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn và vé của Bana. Đó là cái sản phẩm thứ hai, và sản phẩm thứ ba là sản phẩm chúng tôi combo trọn gói 4 ngày 3 đêm. Từ tháng 4 trở đi chúng tôi sẽ có cái chương trình kích cầu giảm sâu 40% cho du khách của cả nước trong vòng 6 tháng từ tháng 4 đến tháng 9. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng trong cái việc mà quảng bá các cái sản phẩm mới cũng như là kết nối để phát động các thị trường mà Đà Nẵng đang nhắm tới. Quý 1 năm 2024, hoạt động du lịch Đà Nẵng đã đạt được những con số khả quan với lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ của năm 2023. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 7,6 ngàn tỷ, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Với sự chung tay liên kết, hợp tác đa bên để kích cầu du lịch, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng lượng du khách đến thành phố, góp phần đạt mục tiêu khoảng 8,4 triệu lượt khách nội địa và quốc tế trong năm 2024.